cách để chúng ta tăng tương tác cho cái tài khoản facebook của chúng ta thì dạo gần đây có rất là nhiều anh em nhắn tin hỏi là anh ơi làm sao để mà tăng được cái tương tác cho tài khoản facebook của mình em đang bán hàng trên facebook và gần như là đăng bài lên chẳng có ai like chẳng có ai tương tác với mình cả chẳng ai bình luận chẳng ai chia sẻ gì hết thậm chí là những người bạn của mình họ cũng chẳng chẳng tương tác với mình thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một số các phương pháp để anh em có thể là tăng được cái tương tác cho cái tài khoản facebook của mình thì cũng thấy là trên kênh youtube của mình rất là nhiều bạn yêu cầu nhé thì đây nay mình đã ngồi và mình viết ra một số cái phương pháp mà mình đã áp dụng anh em. Đầu tiên anh em phải nhìn thấy là những cái bài viết của mình đây, là những cái bài viết của mình đây. À, nói chung là tương tác thì cũng không không có nhiều bài này thì mình vừa mới đăng nhưng mà cũng được gọi là à, so với lại trước kia khi mà mình đăng bài chỉ có tầm à, vài chục người like hoặc là thậm chí là trăm like là kinh lắm không? Thế nhưng bây giờ thì sau khi mà mình áp dụng những cái phương pháp vào thì bắt đầu là có những cái lượt like khá là nhiều, những cái bài đây là bài bán hàng thì không nói nhá, bài bán hàng nhá. Còn những cái bài nào mà mình chia sẻ À, hoặc là mình uh, viết để mà lấy like á, thì đương nhiên là có thể kéo lên hàng đấy hàng hàng nghìn like gọi những bài viết hàng nghìn like rồi ok nhá cái phương pháp thì đây thì đầu tiên anh em để mà anh em uh, lấy lại tương tác cho cái facebook của mình hoặc là anh em tăng tương tác cho facebook của mình đấy uh, trước đây anh em chưa từng anh em đã từng mà à, có tương tác rất là mạnh nhưng sau đó đột nhiên mà mình bị mất tương tác hoặc là anh em mới đang bắt đầu trong cái câu chuyện là mình xây dựng cái thương mục cá nhân của mình mình làm sao để kéo được cái tương tác á thì cái view này rất là phù hợp với anh em thì để mà biết được lý do tại sao á thì mình phải tìm hiểu, đấy. Tức là biết được cái, cái cách để mà tăng tương tác thì mình phải biết được cái lý do nhé, cái lý do. thế thì ở đây thì mình liệt kê ra một số cái lý do mà mà nó cơ bản nhất thôi chứ còn thực ra đấy để mà hiểu về tất cả mọi thứ về Facebook ấy, chẳng có ai dám vỗ ngực là à, tao hiểu về Facebook cả bởi vì nó thay đổi liên tục và thuật toán của nó vô cùng thông minh anh em ạ Mình chỉ cần biết này thôi. Thứ nhất á, là đầu tiên là về về khách quan nhé. Hiện tại bây giờ thì nhận biết là các cái KL tức là những cái người nổi tiếng rất là nhiều mình phải hiểu một cái điều như vậy, thế nên là mình bị tụt cái lượng uh, lượng lượng like đây là chuyện đương nhiên, giống như mình trước kia, nếu mà để mà nói mình đăng một cái bài cái facebook cũ của mình nhá mình đăng một cái bài về shopee thì mình nói thật là nó phải có hàng nghìn cái like kiểu đơn giản luôn đấy, đăng một cái bài một cái ngắn rất là ngắn à, ví à, dụ như là tặng tài liệu về shopee chẳng hạn thế chỉ ngắn như vậy thôi là đã có rất là nhiều người quan tâm rồi thế nhưng ở thời điểm tại có rất nhiều người nói về shopee hướng dẫn bán hàng shopee những kèo rất là lớn liên quan đến à, mảng shopee thì lúc này đương nhiên là cái sự cạnh tranh nó sẽ cao lên đúng không tại vì khách hàng thì nó chỉ công đấy có thể khách hàng cũng sẽ tăng trưởng nhưng mà nó tốc độ nó cũng không gọi là quá nhanh thì bình thường là khi mình viết một bài thì gần như là tất cả những nhà bán hàng trên shopee đều follow và đều xem bài của mình nhưng bây giờ thì bắt đầu họ trên năm bảy bởi vì nhiều cây eo hơn thì các bạn cũng sẽ phải gặp vấn đề giống hệt như mình đấy chẳng hạn như bây giờ mình đang phát triển một số các mảng mới chẳng hạn thì đương nhiên là những uh, những người mà follow mình thì ở trong cái mảng đấy thì mình lại là nhiều nhất rồi thế nhưng mà uh, cái tiếp theo nhé cái tiếp theo thì đương nhiên là sau khi mà mình hiểu được là cái sự cạnh tranh nó lớn như vậy ấy, thì khách hàng họ phải đòi hỏi cái nội dung nó rất là chất lượng đấy các bạn để ý là trước kia mình có thể viết một cái bài rất là ngắn vẫn có được cái lượng tương tác khủng thế nhưng bây giờ mình phải ngồi mình viết một cái bài đấy. viết một cái bài dài ý nghĩa đấy có giá trị mình ngồi mình thậm chí là mình ngồi mình viết bài rất là dài luôn đấy. rất là dài như thế này thì 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 khách hàng họ nhận được nhiều giá trị thì họ mới tương tác mạnh như thế này đấy. À, những cái bài mà rất nhiều những cái bài mà mình viết Đây Những cái bài mình viết rất dài này. Rất dài những cái bài mình viết rất dài Có những cái bài mà mình ngồi mình viết cả buổi sáng ấy, anh em ạ Thì thì đây Những cái bài mình ngồi mình viết rất dài như thế này Thì mới có được cái lượng tương tác Chứ còn nếu không thì nếu mà chỉ viết đơn giản thì gần như chả có Đấy Những cái bài mình ngồi mình viết rất tâm huyết rất dài Đấy thì đòi hỏi cái chất lượng nó phải cao hơn Tiếp theo là các cái kênh khác những kênh khác giống như kiểu là uh, TikTok này, YouTube này, rất nhiều các kênh Instagram này nó đang kéo, nó đang kéo người dùng đi mất nên là trên Facebook cái người dùng ít. Chẳng hạn như bình thường đấy các bạn để ý vào một vài năm về trước đúng không? Một vài năm về trước thì một ngày mình có thể ngồi Facebook khoảng độ gần như full time, tức là tất cả thời gian online của mình đều dành cho như Facebook. Nhưng bây giờ nếu mà mình ngồi khoảng độ tầm 3 tiếng online chẳng hạn thì mình sẽ lại xem YouTube một tí, TikTok một tí, Facebook một tí, Instagram một tí, thậm chí bây giờ mình chơi coi ấy, mình lại còn phải xem uh, Telegram một chút nữa đấy, thì dần dần nó kéo toàn bộ traffic đi, để nó cứ năm 5 7 như vậy. Dẫn đến câu chuyện là các bạn không có được không có được cái lượt tương tác nhiều lượt view nhiều cái này thì sẽ giải quyết bằng các vấn đề ở bên cạnh nhé nói chung là cái cách này thì để đều có cách giải quyết hết rồi các lý do này nhưng mà mình muốn cho các bạn hiểu để các bạn sau này nhớ những, những cái cách này mà nó bị bị khắc phục rồi á để bị, bị uh, facebook nó fix rồi á thì các bạn có cái tư duy để các bạn có thể tiếp tục uh, nghĩ ra một cách mới đấy thông tin ở trên Newfit bây rất là nhiều anh em tưởng tượng là một ngày bây giờ uh, mỗi một người đăng một vài cái sở tốt thì ở trên Newfit này tức là khi mình lướt ở trên này á rất là nhiều thông tin nên là một cái số lượng thông tin nó nạp vào đầu mình nhá nó sẽ không có, nó à, à, không có được à, kỹ như ngày xưa nữa, tại vì có rất nhiều mình cứ lướt, lướt, lướt này đúng không? hay có những cái bài viết thật sự rất là hay nhưng mà mình thậm chí mình cũng chả đọc, bởi vì là có nhiều bài quá, đấy đúng không? Tiếp theo là à, những cái bài viết mà mình có thể là do mình copy của người khác hoặc là những cái bài viết mình copy những hình ảnh của người khác vẫn đến câu chuyện là vi phạm những chính sách của của Facebook và nó bóp cái rick của mình lại rất là nhiều lần những người bạn mình nhắn tin cho mình nói là Ồ, không hiểu tại sao khi mà anh đăng một cái bài lên trên Facebook này gần như không có một ai nhìn thấy luôn đó. không có một ai nhìn thấy luôn không có ai like gì hết luôn trừ khi người ta vào tường của mình đó là mình do mình bị phạm chính sách ạ vi phạm những chính sách của Facebook như là chính sách về bán hàng từ ngữ rất nhiều thứ hình ảnh đăng link rất nhiều thứ dẫn đến câu chuyện là anh em không có được Facebook nó ưu tiên nữa nó bóp lại Đấy và cái cuối cùng là hiện tại càng ngày thì facebook nó càng muốn chúng ta phải chuyển qua dùng fanpage để mà chạy quảng cáo thì nó mới thu được tiền nó mới kiếm được tiền và khi mà kiếm được tiền thì nó mới lại có tiền để nó làm những thứ khác nên là nó bóc rích của anh em cũng là đúng thôi Đó. thế đây là những cái lý do gọi là cơ bản nhất nhá đây là những lý do gọi là cơ bản nhất thôi chứ, chứ không phải là tất cả vậy thì làm thế nào để mà tăng được cái tương tác lên thì ở đây à, mình có liệt kê ra một số cái cũng rất là cơ bản thôi thứ nhất là chúng ta hãy đăng bài nhá đăng bài vào giờ vàng tại sao lại giờ là giờ vàng bởi vì là rất nhiều những cái bài viết của mình mình đã thử nghiệm rồi đấy, mặc dù đây chẳng hạn như cái facebook của mình đây tương tác rất là mạnh nhé mình phải cảm nhận đấy là do mình thôi ý là, tương tác mạnh so với so với bản thân mình trước đây nhé. chứ không phải là so với mọi người đấy thì mình thấy là à, khi mà mình đăng vào, vào một cái giờ chẳng hạn như cái bài là mình vừa đăng vào ba giờ trước vào lúc không không giờ đấy, anh không đúng lúc không không giờ tới 12 hai giờ đêm thì rất thật với anh em nó không phải giờ vàng chẳng qua mình thích thì mình đăng thôi thì cái lượng tương tác nó không thể nhiều cái việc của mình đăng đúng cái giờ vàng được cái giờ vàng là cái giờ mà uh, khách hàng tất cả mọi người đều đang online như tầm như cả 8 giờ tối 9 giờ tối ấy, cái tầm đấy chẳng hạn thì khi các bạn đăng một cái bài lên thì bắt đầu sẽ có những người bạn của mình họ tương tác với mình á thì Facebook nó mới đánh giá là à cái bài viết này là bài viết hay và nó tiếp tục nó tiếp. Nếu anh em đã xem cái bài trước của mình cái bài mà uh, về uh, cũng là cách tương tác uh, cách tăng tương tác Facebook nhưng mà cái bài đó thì mình lại dành thời gian mình nói về câu chuyện là uh, nguyên lý của cái việc tăng, tăng nguyên lý của cái việc uh, tương tác của Facebook thì các bạn sẽ hiểu nhá. Đấy, đăng cứ biết là đăng vào giờ vàng những cái giờ như là buổi trưa, em cứ nghĩ trong đầu ấy là những cái người bạn của mình họ rảnh lúc nào họ hay dùng Facebook này thì lúc đó là giờ vàng nhá không ai giống ai hết đấy có những cái giai đoạn mà giờ vàng của mình là đêm cơ ở trên tiktok của mình cái giờ vàng của tiktok của mình là đêm ngày xưa khi mà mình livestream là cứ ba bốn giờ đêm mình mới like lúc đó mới là những người bạn của mình thực sự lúc nào mình lại khoảng độ hai ba trăm mắt xem rồi tiếp theo là cái quan trọng thứ hai đó là cái nội dung nhá cái thứ hai đó là cái nội dung cái nội dung của anh em phải thực sự là là sáng tạo đấy không không được copy bài viết của ai hoặc là hình ảnh của ai mình có thể reaction mình có thể là uh, gọi là sao nấu lại nhưng mà không được copy y nguyên nhất là hình những cái hình ảnh những cái video đấy, nội dung bắt buộc anh em phải sáng tạo phải có cho mình là cái hình ảnh minh họa tốt nhất là hình ảnh của anh em luôn và mình có thể chế lại cái ảnh sao cho nó phù hợp với nội dung vẫn là bức ảnh đấy nhưng mà mình chế lại như là chẳng hạn này cho nó hợp với nội dung chẳng hạn như cái hình ảnh này đấy, mình chế lại cho nó hợp với cái nội dung của mình À, chế lại như nào thì bằng cái canva của anh em nào mà muốn nhận được cái tài khoản canva pro miễn phí thì anh em thể là qua cái facebook của mình mình đang để tặng đây tặng cho anh em đây rồi tiếp theo là anh em có thể là livestream có thể là đăng video có thể là đăng bài mà có những cái lời kêu gọi hành động và mở rộng các nội dung mình ra ví dụ như khi mà anh em chỉ đăng bài về kiếm tiền thì anh em hãy mở rộng nó thêm về lĩnh vực khác chẳng hạn như mình mình không thể nào suốt ngày mình đăng vào shopee được mình phải đăng cả về những thứ khác nữa thì cái tẹp mà họ follow mình họ mới cảm thấy nhiều sự mới mẻ hay ho và mình có thể thu hút được những người mới ở những cái tẹp mới khi mà mình đang nói về câu chuyện làm làm shopee thì mình chỉ hút được những người quan tâm shopee nhưng mà mình nói những câu chuyện là bán hàng ở trên youtube đấy bây giờ hiện tại mình đang xây dựng cái kế hoạch để hướng dẫn em cách bán hàng trên youtube chẳng hạn thì mình sẽ thu hút những người quan tâm về youtube đấy thế nhưng mình phải mở rộng ra tiếp theo là cái nội dung của mình nó phải thật sự mà giá trị với cái tệp của mình tức là với những người bạn của mình có rất là nhiều người cũng cũng, cũng hỏi mình là ô, khi mà mình đăng ảnh về về vợ này đấy đăng ảnh về con này đăng ảnh về bạn bè ăn uống nhậu nhẹt này thì rất nhiều tương tác nhưng mà cứ đăng bài liên quan đến bán hàng là chẳng ai tương tác nữa bởi vì nó không phù hợp cái nội dung nó không phù hợp với cái tài cái việc các bạn đăng cái bài các bạn đi ăn đi chơi á nó có cái giá trị với những cái người bạn của bạn họ thấy vui họ thấy phân họ thấy hài thì họ cảm thấy có giá trị bởi vì là họ thấy vui mà cái nhưng mà những cái người khách hàng của bạn á thì họ lại không có giá trị hết thế nhưng mà khi mà các bạn lại đăng một cái bài liên quan đến bán hàng thì đối với những người bạn của bạn nó chẳng có giá trị gì nên họ không tương tác các bạn hiểu ý này của mình không nên các bạn phải có cái bài giá trị với cái tẹp của mình, ấy. cái tẹp của mình những cái người bạn của mình này mấy này. nghìn bạn của mình này, này chẳng hạn như mình đang có 4.758 này thì mình đăng cái nội dung gì mà có ý nghĩa với những người này thế là nhiều khi ở facebook này của mình của mình cũng trả kết bạn với những cái người giống như kiểu là bạn bè anh em này kia ở quê hay là bạn học cũ hay cái gì gì mình gần như mình chả kết bạn luôn trên này hầu hết là những người anh em liên quan đến làm ăn với mình thì mình mới làm thôi à, thì mình mới kết bạn thôi thế còn những người kia thì thật sự là khi mà mình đăng những cái nội dung này họ có đâu hiểu gì đâu mình đăng những nội dung này họ đâu hiểu đâu thì đương nhiên là họ sẽ không tương tác đấy rồi anh em có thể là chia sẻ bằng cách là xe uh, share một cái gì đấy hoặc là chia sẻ những cái phần quà giá trị hoặc là đấy thì uh, cái phần bí kíp tạo quà này thì mình sẽ dành ở các video sau nhé video sau thì mình sẽ hướng anh em cách để tạo ra những cái phần quà hoàn toàn miễn phí uh, ví dụ như đây đây là một cái phần quà hoàn toàn miễn phí mà mình có thể tạo ra được mình có thể tạo ra một cái tài khoản pro và mình tặng cho mọi người đấy thì cách để tạo ra tài khoản đấy. đấy thì thì chính là cái nội dung mà cái video sau mình sẽ làm cho anh em nhé tại vì khi mà anh em tặng quà vật lý á, đấy, sản phẩm thật á, thì nó rất là tốn chi phí và không được số lượng lớn nhưng mà khi anh em tặng một cái sản phẩm nó là digital nó là sản phẩm số nội dung số á, thì anh em tặng rất là nhiều ví dụ như là ebook các thứ đúng không anh em có thể tổ chức cái mini game các loại mini game rất nhiều đúng không hôm nào mình sẽ làm một cái video uh, cho anh em ý tưởng là ví dụ như là 30 cái mini game mà mà hiệu quả nhất chẳng hạn thế rồi tiếp theo là anh em cần một cái yếu tố nữa là sending sending tức là giao tức là mình có thể mua thêm lượt view uh, lượt like lượt comment là lượt xe để cho cho cái bài viết của mình nó 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 đẹp hơn nó tương tác hơn nhìn nó sướng hơn đấy uh, anh em thể mua để anh em thể vào cái kênh là big man like đấy, đây là cái kênh của mình đấy, anh em thể là tạo tài khoản và gửi cho mình cái tài khoản này mình sẽ tặng anh em 10.000 10.000 là cũng mua được khá nhiều view á để anh em dùng thử còn nếu ok thì anh em có thể là dùng tiếp nhá tiếp theo đó là anh em hãy đăng cái bài công khai lên cái vấn đề này cũng rất nhiều bạn gặp các bạn toàn đăng cái bài mà mỗi mình tức là đăng bài để cho bạn bè của mình xem thôi thì như là cái tương tác nó sẽ không mạnh được không để chia sẻ được mà cái này cũng là một cái tuyết rất là nhỏ thôi đấy tiếp theo đó là anh em hãy quan tâm đến chính sách của Facebook bởi vì điều này rất là quan trọng anh em chỉ cần vi phạm chính sách một vài lần thôi là coi như cái Facebook vứt đi luôn nhất là những cái từ ngữ liên quan đến câu chuyện bán hàng những từ ngữ kiểu như là 18 cộng thô tục Đấy, mạnh bạo quá và nhất là cái việc tiếp theo nó được chia sẻ những cái đường link như là chia sẻ vào YouTube từ tiktok này kia đương nhiên là không thằng nào nó muốn kéo khách hàng của nó qua một cái nền tảng khác của đối thủ đúng không nên nó không thích cái chuyện anh em xe link có rất nhiều chính sách nữa anh em nên đọc đọc thêm tìm hiểu thêm về các các cái chính sách nhá rồi một cái phần nữa đó là tăng cái chất lượng của cái bạn bè mình lên tăng chất lượng của bạn bè lên hãy chỉ uh, giữ lại những bạn bè nào mà họ biết đến mình, họ chơi mình, họ quan tâm đến mình, họ yêu quý mình, họ tương tác với mình thôi. Còn những ai mà lâu quá là không tương tác với nhau nữa thì có thể là lấy lại tương tác bằng cách là nói chuyện lại với nhau, tương tác lại với nhau. Còn nếu vẫn không được ấy, thì hủy, hủy các bạn, các bạn với người mới. Đấy. mình luôn luôn làm cái việc này mỗi tháng một lần. Những ai mà không tương tác với Facebook của mình này thì gần như mình sẽ bỏ đi hết. Mình đã có một cái bài hướng dẫn anh em cách lọc bạn bè rồi đấy anh nào mà 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 cần thì anh em có thể là xem lại kênh YouTube của mình đây mình đang dùng cái tool của Lộc Mai đây là mình đã làm mấy cái video liên quan đến câu chuyện này rồi đấy anh em cần thì mình, anh em có thể comment bên dưới mình có thể làm thêm một vài các video kỹ hơn cho anh em hiểu nhé cái tool này mình thấy là gọi là top của top ấy. hay đấy là Việt Nam đang có khoảng độ của nhiều người thế hàng triệu người dùng hàng triệu người dùng ở Việt Nam nhưng mà hàng triệu người dùng rồi tiếp theo đó là chúng ta hãy phát triển thêm các cái kênh khác để mà kéo về kéo cái người đó về thì như ở trên này cái lý do mình đã nêu đây rồi tức là bây giờ có rất là nhiều các cái nền tảng khác đấy nên là nó phân bổ traffic đi thì mình phải làm với nhiều kênh rất nhiều những người bạn của mình rất là chơi rất là thân với mình trở thành khách hàng của mình đến từ các kênh như là YouTube này này rồi là tiktok của các kênh khác của mình đấy. thì khi mà mình phát triển các kênh ấy, thì họ sẽ đến Facebook của mình và họ tương tác với mình rất là mạnh đấy viết bài trên các cái nhóm khác viết bài trên các nhóm khác đây là một cái ví dụ là mình viết một số các bài trên nhóm của phạm thành long rồi abc các thứ rồi các cái nhóm của mình nữa thì cái lượng tương tác này anh em thấy không thì những người tương tác này thì họ sẽ sẽ nhận ra mình họ có thể kết bạn với mình họ follow mình rất nhiều cái họ là sang tường của mình họ xem họ thấy bài nào hay họ lại tương tác đấy thế là một cái cách để tăng tương tác rồi một cái cách nữa là comment lại những cái bài cũ đấy, có những cái bài rất là cũ rồi nhưng mình comment thì nó lại lên như tốt còn những cái người mà được mà những người ở trong cái bài viết này họ đã từng comment đó thì họ sẽ lại được thông báo lại và đấy là một cách để mình mình tương tác lại các bạn cũ rồi tiếp theo là tương tác với những bạn bè của mình đấy, dành thời gian quan tâm với bạn bè của mình muốn được người khác quan tâm người khác tương tác với mình thì đương nhiên mình phải tương tác với người khác hay quá bác ơi vụ thế Nhưng mà nhớ phải xem nội dung các thứ nha nếu mà là thì mình phải xem nội dung của bạn này Đấy, tại vì hầu hết những người bạn của mình thì đều là những nội dung rất là giá trị Đấy, như của anh Sơn này, Đấy, mình sẽ phải tương tác với những người bạn của mình rồi tiếp theo là hãy trả lời những cái bình luận thật là thật lòng thật là thật tâm à, các bạn đừng để ý là gần như trên cái Facebook của mình á mình đều trả lời mọi người rất là kỹ trả lời rất là kỹ luôn anh em hỏi điều gì cần điều gì mình support thậm chí là có những lần mình phải cử cả nhân viên của mình để hỗ trợ cho các bạn chỉ vì các bạn hỏi trên facebook của mình thôi, hỏi trên kênh youtube của mình thôi thì mình phải cử hẳn người ra. À, mình thuê 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 nhân viên về mà mình còn phải bỏ nhân viên ra để trả lời các bạn luôn. Như vậy thì mới được đấy là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em để làm sao thứ nhất là anh em phải hiểu về cái lý do tại sao mình lại không có tương tác và làm cách nào để mình tăng được cái tương tác của cái facebook của mình lên nhá ok cái video này cũng là quá là dài rồi thì ở cái lần sau thì mình sẽ nói đến câu chuyện là làm sao để tạo được các cái phần quà này làm sao để mà lọc được bạn bè này và làm sao để mà sending được đúng không sending đúng không đấy ba cái đấy là ba cái mà mình sẽ làm tiếp tục trong cái series hướng dẫn anh em cách để tăng tương tác ở trên Facebook nhá Ok cảm ơn anh em đã xem hết cái video này anh em thấy hay thì nhớ ấn đăng ký kênh của mình nha Bye bye